Cho dù là chị có xấu hổ hay là căm ghét em thì chị cũng không bao giờ thay đổi được tất cả mọi chuyện đâu. Chị không thích em gọi chị là chị, vậy cũng được thôi. Từ bây giờ em và chị sẽ không còn là người thân chung một nhà nữa. Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN. Bình An, chị nghe. Mày tính hãm hại tương lai của tao đúng không hả? Sao chị tát em chứ? Tại vì sao hả? Đáng lẽ ra mẹ tao không nên nhận một đứa điên như mày về nhà để nuôi. Mày sắp gây đại họa cho mẹ con tao rồi đó. Em không có bị điên, em là em gái của chị đó. Tao không phải chị gái của mày. Tao nói hàng ngàn lần rồi kia mà, đừng bao giờ gọi tao là chị nữa. Chị quá đáng lắm rồi đó. Cho dù chị cũng không ưa gì em, nhưng mà chị cũng không có quyền tát em như vậy. Tại sao không chứ? Vì mày mà tao có nguy cơ mất tất cả mọi thứ. Mày có biết quãng thời gian qua tao đã sống thế nào không hả? Đó là cuộc sống do chị lựa chọn mà. Chị còn kêu ca cái gì nữa? Mày... Bởi vì em ngu ngốc cho nên em mới không hiểu trong đầu chị đang nghĩ cái gì nữa. Chị tưởng là kiếm được số tiền lớn như vậy là dễ dàng lắm hay sao hả? Em làm tất cả là vì mẹ đó. Vì mẹ hả? Mày sắp hãm hại mẹ con tao thì có. Tao nói với mày, mày chỉ việc ở nhà chăm sóc cho mẹ thôi, tao sẽ lo lắng cho mày cả đời kia mà. Nhưng tại sao mày cứ cứng đầu? Tại sao mày lại sỉ nhục cô giáo tao hả? Em không có sỉ nhục cô giáo của chị. Em đi thi là bởi vì em rất thích công việc này. Ngay cả tới trong mơ, em còn ước mơ là mình sẽ trở thành một người nghệ nhân theo tay nghệ thuật. Chị thì tại sao phải từ bỏ nó chứ? Mày phải từ bỏ, nhất định. Có chết mày cũng phải từ bỏ. Mày đi nói với ban tổ chức là mày chỉ đăng ký giỡn thôi, mày không biết theo thùa gì hết, và cái tác phẩm này là do mày ăn trộm. Mau! Em sẽ không bao giờ làm như vậy. Sao chứ? Tại sao em phải làm như vậy chứ? Nếu em làm như vậy thì cô giáo của em sẽ rất thất vọng về em. Mà cho dù bây giờ cô giáo của em có kêu em dừng lại thì em cũng sẽ không dừng lại đâu. Ước mơ này, đam mê này là của em. Mày, mày trả công ơn của người nuôi dưỡng mày như vậy đó hả? Mày tính hãm hại cuộc đời tao đúng không hả? Cút đi. Cho dù là chị có xấu hổ hay là căm ghét em thì chị cũng không bao giờ thay đổi được tất cả mọi chuyện đâu. Chị không thích em gọi chị là chị, vậy cũng được thôi. Từ bây giờ em và chị sẽ không còn là người thân chung một nhà nữa. Và mẹ sẽ chỉ có một đứa con gái duy nhất tên là Nguyễn Bình An mà thôi. Cô, chúng ta chuẩn bị ăn mừng thôi. Sắp tới truyền thông sẽ đổ dồn vào cô hết đó. Anh Phúc Luân. Chào con. Tuyết Kim đã rời khỏi đây rồi. Sao lạ vậy? Cô ta còn chưa mặc thử áo dài dự thi nữa mà. Cô ta vừa nhìn thấy chiếc áo dài là đưa ra quyết định luôn. Cô, dễ hiểu mà. Chỉ có duy nhất bộ đồ của chúng ta thôi, nên là cô ấy sẽ chọn rất nhanh. Nhưng tiếc là chủ nhân của chiếc áo dài lại tên là Nguyễn Bình An. Cái gì? Thiên Nga, sao lại có chuyện này? Đây là sản phẩm dự thi của tôi. Nó có tên là Tuổi Thơ. Về phần theo, tôi đã phát họa tuổi thơ khiếm khuyết được bù đắp. Nó đẹp và óng ánh như chính những sợi chỉ thêu ở trên tác phẩm này. Tôi đã thêu nó bằng tất cả tâm huyết, từ tất cả tấm lòng của mình. Tôi hy vọng là ngôi sao Tuyết Kim sẽ thích nó và sẽ mặc nó, đem niềm tự hào này ra nước ngoài. Vì sao tôi lại đặt tên cho tác phẩm của mình là Tuổi Thơ? Bởi vì tôi biết rất rõ, cuộc thi này là để tuyển chọn trang phục cho riêng ngôi sao Tuyết Kim. Và tôi cũng biết tuổi thơ của chị ấy luôn chất chứa tình mẫu tử. Chị nên giữ gìn sức khỏe, bó bụng chặt quá cũng không tốt đâu. Mà xem ra chị cũng không thể nào công khai đến bệnh viện được. Đây mới chỉ là thời kỳ đầu thôi, nhưng liên quan phim châu Á sắp diễn ra và chị buộc phải xuất hiện trước báo chí, truyền thông quốc tế. Nên tôi nghĩ chị mặc trang phục do chúng tôi thiết kế riêng cho chị sẽ là phù hợp nhất đó. Cô định nói với truyền thông nếu như tôi không chọn trang phục của cô sao? Tôi biết nếu chuyện này lộ ra, chị sẽ mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo của các công ty lớn. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không nói ra. Nếu chị không đồng ý và bù lại, chúng ta sẽ có qua có lại để cho công bằng. Anh làm gì vậy? Sao cô lại nói chiếc áo dài có mẫu thêu cô thích là thiếu trang trọng và không chọn nó? Cô có biết làm như vậy là sự sỉ nhục đối với một nghệ nhân không? Cô có biết không hả?
Anh là ai mà dám lớn tiếng với tôi? Anh là gì của cô gái Nguyễn Bình An kia? Phải là ai là gì thì mới nói được hả? Có thể đối với cô là không quan trọng, bởi vì cô là ngôi sao, là người nổi tiếng, chỉ cần tung tiền ra thôi thì biết bao nhiêu người lo cho cô. Nhưng đối với Bình An thì khác. Cô có biết gì theo chiếc áo dài này mà cô bất chấp cãi nhau với mẹ, thậm chí là bị mẹ đánh hay không? Đó là chuyện của cô ta, không liên quan gì tới tôi. Anh thấy em xinh đẹp dễ thương như vậy. Dạ. Hay là ngày hôm nay mình cưới nhau luôn đi. Hả? Cái gì? Ngay lần đầu gặp luôn sao? Chờ đúng rồi. Sao? Có gì đâu mà em phải hoang mang vậy? Trước sau gì tụi mình cũng kết hôn mà, quan trọng chi lần đầu lần cuối. Dạ. Thú thật với Quyên là anh đã bị đuổi khỏi ngành luật rồi. Thời gian tới có lẽ anh phải đi tù đó. Khi mà anh ngồi trong tù, anh sẽ nhờ vả vào em rất là nhiều. Kỳ vậy? Với cương vị là một người vợ, anh nghĩ em sẽ chăm sóc cho anh đúng không? Quân, nếu như mà tôi tiếp tục học theo á thì tôi thấy có lỗi với mẹ. Nhưng mà tôi dừng lại á thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn mặt cô giáo nữa. Nhưng mà tôi cũng muốn được trở thành một nghệ nhân theo đuổi nghệ thuật. Nếu không thì cuộc đời của tôi không còn ý nghĩa gì hết. Nếu làm vậy á thì tôi đúng là một đứa không bất hiểu. Vậy bây giờ tôi phải làm sao ạ? Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VN. Cô đó đúng là đồ ngốc. Tất cả cha mẹ trên đời này đều mong con cái mình thành công ở mọi việc. Nhưng cô chỉ vì mẹ mình mà bỏ nghề thiêu, từ bỏ ước mơ của mình vậy thì có hợp lý không? Nói thật đi, cô bỏ nhà đi là vì cô thiếu tự tin đúng không? Dên cả chớn này. Ý anh là tôi không đủ tư cách, năng lực theo thùa. Nhưng mà tôi cũng vậy. Tôi cũng giống như cô. Lúc mẹ tôi còn sống, tôi thường hay cãi lời mẹ, không chịu đi học, không thích cái này, không thích ăn món kia. Đến khi tôi nhận ra mình sai thì mẹ tôi không còn trên cuộc đời này nữa. Chính vì vậy mà bây giờ, cho dù cuộc đời có vùi dập tôi đến đâu, cho dù tôi cảm thấy cô đơn cỡ nào, thì tôi luôn tự nhủ rằng tôi phải sống. Phải sống thiệt là hạnh phúc, phải sống thiệt là thành công. Có như vậy, ở trên trời mẹ mới mỉm cười được. Mà cô cứ làm mọi chuyện cô thích đi, rồi sau này không phải hối hận. Tốt hay không tốt thì không quan trọng, miễn á là con cứ làm. Bởi vì tất cả những người mẹ trên cuộc đời này á đều ủng hộ việc con cái mình làm. Gì vậy? VN VIP, chị ít xem chuẩn VIP chỉ với 69.000 đồng. Đăng ký ngay.